Mẹ Vin lột tôm với trứng cút. Ở ngoài thì lặt rau muống. Đó, lặt đống rau muống, hái sáng hái chút xíu vậy nguyên đống rau muống nè. Còn anh Vin là bò. Bên bò để bên bên ăn thôi à, bên không làm được gì. Xin chào cả nhà. Thì sáng hôm nay ở nhà mình ăn cá lóc kho lạc với để dầm me. Còn mình có cái bắp chuối, đây là cái rau muống. Mình sáng cũng đi hái rau muống về cả nhà. Thì mình sẽ làm cái rau muống này mình chấm với cá kho lạc ha cả nhà. Ở đây là nguyên liệu để mình kho cá thôi. Đó, bây giờ là mùa mưa đó, cho nên là rau muống này nó non. Ăn, cái này là ăn rau theo mùa nè. Ở quê thì ăn rau theo mùa, mùa nào có rau nào tốt. Cá cũng vậy. Cá cũng vậy, nó cá theo mùa. Cá mùa này thì có cá chê nhiều hơn có cá lóc. Cho nên có cái bởi vì thấy sao rồi cả nhà đừng có thắc mắc làm sao. Ở gia đình cứ ăn cá chê, tại vì mùa này á, cá chê rất là nhiều. Thì bây giờ hai chị em mình chuẩn bị để nấu ha cả nhà. Chào cả nhà, thì hôm nay ở nhà mình lại ăn có hai cá lóc mà thêm con cá chê. Nên là mình kho lạc để dầm me chấm rau muống ha cả nhà. Nước cá nha cả nhà. Đừng bỏ tiền. Cái lóc này quá hả? Ừ. Bây giờ dây ở đây nó kiếm có được nữa. Hai cái lóc này kiếm bữa trước. Rộng tới giờ nó hơi ớn. Đồng mà bắt lên kho cái thơm cái mùi á, mùi thơm cá nó đồng á. Ý là mình kho mình để dành để mình kho cá nó ngon hơn. Xíu. Bữa nay kìa không đưa mỡ luôn ta. Chết rồi. Nó lên đây. Lấy vịt mình.
Sáng chén mình chẻ rau muống. Chẻ rau muống này đi. Lát mình nhúng thêm cho những cá kho. Ok. Chút nhúng cá kho. Ra cho nó mềm. Rau muống cũng non á, nhưng mà tại vì thích ăn chẻ nên muốn non ghê luôn á. Chẻ ra cho nó mềm mình dễ nhúng. Chín tới mới ngon. Mà sao? Vì chín tới thì mình xào hai đợt. Thì mình lắp ra rồi mình để lại. Tại vì nhiều quá. Ừ. Nhiều quá thì mình xào hai đợt. Rau muống xào tỏi rồi cả nhà. Quá trời là mưa này rau muống ở trong quê rau muống quá trời. Muốn là xào một bên xanh một bên vàng mà chín bên đây chín để cho ngoại ăn, còn đó mình ăn vừa chín tới vậy nó ngon. Hồi nãy quên đó, bên đây xào cái kế ăn quên bỏ cắt ớt bỏ vô. Ừ, ớt sợi để đi chút nữa phơi cho. Rau muống này là mình chẻ rồi á cả nhà. Để chút mình nhúng cá kho. Mời cả nhà ăn cơm với mình, trời mưa quá ăn cơm với mấy chị em mình nha. Mưa quá trời mưa rồi. À, cá lóc kho me. Cá lóc kho me. Cái trắng. Đó, dầm nữa. Dầm me vô với mình ăn với rau muống nè. Hồi nãy định chẻ cái bắp chuối ăn nhưng mà thôi giờ có rau muống nhiều quá rồi. Là mình để bắp chuối lại. Quá trời mưa, mưa bão mà. Ở ngoài mưa trong nhà ngập nước. Kiểu gì thơm ha. Kho kho lên là nghe mùi thơm.
không có thỏm đó, trời nắng ha. Ở nhà hái được gỗ mà muốn xào là ăn hơi hết không đủ ha. Bây giờ trời mưa này không muốn ăn gì mà hết, lấy ghe lấy xuồng chở luôn á, chứ ngồi vòng vòng về chứ hái chút xíu là bao nhiêu. Ôi chắc cái đám muốn nó chắc ăn cả sớm này luôn thì đó, quá mà quá trời non rồi mưa này. Ừ, nó non đây, ngày mai lấy ra ngoài cho chứ hàng một một mới. Con trắng trắng.